sẽ phải giảm tốc độ để chúng ta sẽ có một cái đường thưởng khá là hẹp. Mình nghĩ thầy chạy thẳng tiếp tiếp tiếp. Anh đọc cái chủ chú ra chú đi qua. Các bạn ok không? Bản tôi đang chạy là bản Eco. Bản này thì cái phần công suất đầu ra sẽ thấp hơn một chút. Bản Plus sẽ khoảng hơn 400 mã. Tuy nhiên với tôi thì Eco hay Plus nó sẽ không có quá nhiều điểm mà gọi là chúng ta cần phải bàn ở những cái bước đề pa. Bởi vì bản thân bây giờ chạy những chiếc E34 thôi thì những cái nước đề pa đầu đã rất là mạnh rồi. Đây tôi sẽ hơi tăng tốc lực một chút. Rất ấn tượng. Điều đáng nói ở đây nữa thì cái cách âm của chiếc VF8 này thì tốt hơn hẳn cái chiếc VF E34 tôi đã trải nghiệm. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ khó để so sánh được bình diện của hai chiếc xe vì rõ ràng là cái tầm tiền khác nhau. Cảm giác vô lăng, tôi sẽ đánh lái, tôi sẽ giảm tốc độ vì ở đây cái đường thử rất là ngắn, khá là chính xác, độ siết vừa phải, nó cũng không cho cảm giác quá nặng. Đây vòng tròn này tôi đánh. À đây. Chắc chắn cái bản Eco này thì đang sử dụng là lốp là vành 19. Tôi thích một cái lốp vành vành nhỏ, lốp béo một chút hơn, đi cách âm nó sẽ tốt hơn. Và đương nhiên nó sẽ hơi tăng tốc hơn, gần như không có độ trễ gì cả, chúng ta tăng tốc rất là nhanh. Vô lăng mọi thứ, cái tư thế ngồi cũng rất là thoải mái, độ hoàn thiện rất là ổn. Chắc là chúng ta sẽ phải chờ thêm một ít thời gian nữa để có cái bản cuối cùng để có thể có những cái trải nghiệm sâu hơn với chiếc xe này. Tuy nhiên thì với tôi những cái cảm nhận ban đầu thì rất tốt rồi. Từ chất lượng hoàn thiện đến cái cảm giác vận hành của chiếc xe này rất là tuyệt vời. Nếu khi mà ra mắt thì tôi nghĩ chắc chiếc xe này sẽ không có đối thủ trong tầm tiền đâu.